Bác sĩ đâu? Ra đây. Chị Nhà bị sao vậy anh? Vợ tao sắp đẻ. Bao giờ đẻ anh? Chị Nhà bị sao vậy anh? Vợ tao sắp đẻ. Bao giờ đẻ anh? Trong tương lai. Em là bác sĩ đầu ngành. Trong tương lai. Em là bác sĩ đầu ngành. Bảo sao nhìn như đầu lâu. Treo đầy kinh cổ điện. Bảo sao nhìn như đầu lâu. Treo đầy cây cổ điện. Em tìm các loại phẫu thuật. Mày chắc chưa? Em chắc chắn. Bên em chuyên các loại phẫu thuật. Mày chắc chưa? Em chắc chuẩn. Thế cắt cho tao cái móng chân. Ai ốp mà. Thế cắt cho tao cái móng chân. Nani? Mày đang nghe cái gì đây? Em nghe thấy chị ong lâu 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 lâu. Mày đang nghe cái gì đấy? Ông lâu 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 lâu. Ông lâu với bố mày này. Em sẽ tiêm cho chị. Ông lâu với bố mày này. Giờ em sẽ tiêm cho chị. Tiêm mà đau tao vả vỡ mồm mày, thằng ranh. Tiêm mà đau tao vả vỡ mồm mày. Anh gì đấy? Vương Kiên ở trên tường. Chi phí vừa. Cái gì đây? Gương kia ngự ở trên tường. Hả? À, anh chị khám hết 17, 49 triệu. Lương y như tử mẫu. Chi phí khám của anh chị hết 77, 49 triệu. Lương y như tử mẫu. Mày có thấy mẹ nào muốn lấy tiền của con không? Mất dạy. Mày có thấy mẹ nào muốn lấy tiền của con không? Mất dạy. Ờ...